Bác ơi, bác xem kết quả có gương nhá. Ôi trời ơi, anh thật trẻ quá. Ai mà đẹp trai quá, đúng không? Trẻ quá. Trẻ quá. Thích. Và bác Du là đã thấy ưng ý và rất là thích đúng không ạ? Thích nhiều. Thích rất nhiều đúng không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ. Bác Du là hôm nay đã đẹp trai 100% rồi. Cảm ơn em. Trẻ hơn rất là nhiều rồi. Trời ơi, vui quá. Vâng ạ. Đó, quý vị ơi, quý vị có thể thấy là hôm nay là bác Rufino là có đến thẩm mỹ quốc tế Bali và làm công nghệ căng chỉ HIV lip. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể phân tích kết quả trước và sau khi làm của bác Ru được không ạ? Đó, như vừa nãy có chia sẻ là sau khi làm xong hai bên thì chú sẽ đẹp 100%. Các bạn nhìn thấy ảnh trước, các bạn cái rãnh cười của chú rất là sâu. Còn đây rãnh cười của chú đây được nâng lên rất là nhiều này, nếp nhăn vùng chân chim, nhăn vùng trán này. Đặc biệt hai bên rất là cân đối, rất là hài hòa. Vâng. Chú có thể trẻ đã được 5 đến 7 tuổi. Đó. Và không hề sưng đau bầm tím gì cả. Về chú có thể sinh hoạt, đi chơi, đi thể dục, thể thao, chạy bộ thoải mái. Đó. Vâng, đó thì hôm nay là mình đã trẻ hơn phải được đến 5-6 tuổi, gần 10 tuổi rồi. Anh suy nghĩ, bạn ăn tuổi? 35 tuổi, bây giờ chỉ 35 tuổi thôi đúng không ạ? Trẻ rất là nhiều rồi, thế này thì phải có 10 người yêu bác ạ. Rất là nhiều người yêu luôn, trẻ như thế này đó. Quý vị ơi, bây giờ quý vị đang gặp phải tình trạng lão hóa da thì hãy tới ngay thẩm mỹ quốc tế Bali và làm đẹp giống như bác Ru đi ạ. Bác Ru bây giờ là cảm nhận là bác đã trẻ như 35 tuổi rồi, thì quý vị hãy tới với thẩm mỹ quốc tế Bali để được như bác Ru nhé. Địa chỉ của thẩm mỹ quốc tế Bali là 463 Kim Mã, Bali, Hà Nội. Hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào hãy gọi điện ngay qua hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào, gặp lại.